lạm dụng quỹ lớp mua quà mùng 8 tháng 3 tặng thầy giáo, hàng chục phụ huynh bức xúc lên tiếng. Mới đây, một vị phụ huynh đã chia sẻ về việc phải trích quỹ lớp tặng quà mùng 8 tháng 3 cho thầy dạy thể dục khiến dân tình xôn xao bàn tán. Theo vị phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của lớp đã đại diện đứng ra tặng cho thầy giáo một phần quà. Điều đáng nói hơn là phần quà này chủ yếu để thầy về gửi lại cho mẹ, vợ và con gái của mình. Hành động của cô giáo chủ nhiệm khiến cho mọi người khó hiểu và cho rằng mục đích đóng quỹ lớp lẫn văn hóa tặng quà cho thầy cô giáo trong trường học đang dần biến chất. Cư dân mạng không ngừng mỉa mai, quà của mẹ, vợ và con gái thì để tự thầy lo liệu, nếu không cứ thế này thì dần dần họ hàng nhà thầy ai ai cũng có quà mất mà thôi. Từ trước đến nay, tiền quỹ lớp thường chỉ sử dụng cho việc sửa sang trường học để các em học sinh có một môi trường học tốt hơn và tặng quà thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Nhưng hiện tại, nhiều người đang lạm dụng những khoản đóng góp đó để bày vẽ tặng quà giáo viên vào dịp không cần thiết. Điều này khiến cho những phụ huynh khác thấy vô lý và bất bình vì số tiền mình nộp cho con không được sử dụng vào những việc tương xứng hơn. Đôi lúc phát sinh quá nhiều dịp lễ, họ còn phải đóng góp thêm. Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào về sự việc lần này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!